tôi dùng cái máy móc trên trên không cầm tay ở trong cái này thế nào. Sân tươi được bảo quản rất là chắc chắn. Các bạn thấy yên tâm bảo quản các loại bảo quản sân như thế này trong vòng ít nhất là 1 tháng. Chúc các bạn thành công.